Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách cắt một chiếc tay áo xếp ly ngang. Trước hết thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc dập tay áo căn bản. Đây là mang trước, đây là mang sau. Đây là đường chính giữa của tay. Độ dài của chiếc tay áo này thì mình lấy là 22 cm. Các bạn có thể lấy dài hơn hoặc ngắn hơn thì tùy vào cái cảm quan hoặc là mong muốn của khách hàng. Tốt nhất là các bạn hỏi khách hàng xem khách hàng muốn mặc tay áo cộc đến đâu thì các bạn sẽ sử dụng cái chiều dài mà khách hàng mong muốn. Sau đó thì các bạn sẽ cắt ra cho mình theo cái đường chính giữa này. Các bạn không cắt hết mà các bạn để lại 0,3 đến 0,5 cm cho mình tại đây. Sau đấy thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái mảnh giấy như thế này. Các bạn kẻ cho mình một đường ngang như thế này. Đó. Sau đó các bạn kẻ một cái đường vuông góc với cái đường ngang vừa rồi. Chỗ này một góc vuông ạ. Đó. Sau đấy các bạn lấy sang mỗi bên là 6 cm giúp mình. Đó. Bên này là 6, bên này cũng bằng 6 cm. Sau đó các bạn dán cái này lên đây. Đó, các bạn dán sao cho cái đường, cái đỉnh của tam giác nó nằm trên cái đường thẳng này. Còn hai cái cạnh này của cái tam giác mà chúng ta mở ra đây thì nó nằm ở cái đỉnh, cái chỗ mà chúng ta vừa mở ra là mỗi bên 6 cm đấy ạ. Đó, bây giờ các bạn đi tô lại cái đường vòng necktie này cho mình. Góc bên dưới này thì các bạn tô nhưng mà các bạn không để là một cái góc nhọn như vậy, mà các bạn sẽ đánh lên cho nó hơi cong lên trên một chút nhá, cho nó nàn đều ấy ạ, cho nó đều như thế. Đó. Đó, đợi chưa ạ? Cho nó cái phần bên trên này thì các bạn cũng không để cho nó thành một cái đường thẳng như này, mà các bạn cũng hơi đánh nhẹ lên trên cho mình. Đó, nó lên, sẽ lên đến cái chỗ trên, từ đây lên đến trên này khoảng 1 đến 1,5 cm nhé. Đó. Ví dụ như chỗ này của mình là 1,5 cm. Đó, các bạn cắt cái này ra. Đây là cái tay áo của chúng ta, sau khi biến đổi nó sẽ có hình dáng như này. Và các bạn cắt hẳn cái tay áo này rời ra giúp mình. Cắt hẳn, rời hẳn cái tay áo ra nhé. Đó, sau đấy thì các bạn xác định từ trên này xuống cho mình một cái điểm từ đây cho đến đây là bằng 5 cm. Các bạn kẻ vuông góc sang. Đó, cái này là một góc vuông nhé.
đấy là một góc vuông. Và bây giờ các bạn sẽ xác định cho mình ba cái đường thẳng, mà mỗi cái đường thẳng này sẽ cách nhau là từ 3 cho đến 3,5 cm. Ví dụ như là mình để cái đường thẳng này là 3 cm nhé. Tất cả các cái điểm này là 3 này, điểm này cũng là 3 này. Đó. Sau đó các bạn cũng kẻ vuông góc tất cả cái điểm đấy sang bên kia cho mình, vuông góc với cái đường thẳng chính giữa cho mình. Đó. Bạn sẽ kẻ tất cả cái điểm này này, từ đây cho đến đây là 5 cm. Còn tất cả các cái đường này là sẽ cách nhau đều là 3 này. Trên này là 5 này. Từ đây đến đây là 5, còn chỗ này là 3 cm được chưa ạ? Sau đó thì các bạn sẽ cắt ra giúp mình. Đã rời nó ra như thế này. Và các bạn chuẩn bị cho mình những cái đoạn thẳng như thế này. Đó. Những cái đoạn thẳng và có một cái hai và những cái hình như thế này nhá. Và cái bề rộng của cái này là mỗi cái này là 2 này, tổng cái bề rộng của cái này là 4 này. Đây này. Từ đây đến đây là 4 cm. Và chia đôi cái này ra thì mỗi bên sẽ là 2 cm. Các bạn kẻ cho mình một đường thẳng dọc này và một đường thẳng ngang. Sau đó thì các bạn sẽ dán vào đây. Dán sao cho cái đường thẳng dọc này nó trùng với nhau. Đó, được chưa ạ? Dán khít vào cái mép này, sao cho đường thẳng dọc để trùng với cái đường thẳng dọc của phía trên và phía dưới của cái mang tay của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi cắt rời những cái này ra để cho chúng ta dán cái đấy vào. Đó, các bạn dán cho các cái đường thẳng chính giữa là thẳng với cái này nhé. Các bạn muốn mở ra 3 hay 4 ly ngang thì tùy các bạn nhé. Các bạn cắt tiếp cái ly cuối cùng ra. Các bạn cũng dán tương tự như vậy.
Đó, được chưa? Đó là mình đã có 4 cái ly ngang như thế này rồi. Và chúng mình sẽ tiến hành gập ly lên phía trên nhé. Đó, gập khít lên phía trên này. Các bạn nhìn cách mình gập này. Phần giữa này thì sẽ là đường giữa của cái ly này này. Sau đó mình sẽ gập lên đây cho hai cái mép này nó chạm với nhau. Cho hai cái mép hai bên này chạm với nhau này. Đó, được chưa? Đó, nhìn đây. Mình mở ra lại này. Đó, gập vào cho hai cái mép hai bên này chạm vào nhau. Lấy băng dính dính lại. Lấy băng dính dính lại này. Trên tưới tương tự cũng gập đi như thế này. Cũng gập sát mép lên trên này. Đó. Sau đó cũng lấy băng dính để dán lại này. Đó. Tiếp theo lần lượt hết tất cả các cái ly này các bạn đều gấp lên cho mình như thế. Tương tự cái ly này mình cũng thế này. Đó, được chưa? Cái tay áo của chúng ta lại trở về cái tay áo giống gần như ban đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mang gọt hết những cái phần thừa của cái miếng giấy mà chúng ta dán để tạo ly đi. Đối với cái mẫu tay áo này, thật ra các bạn có thể hoàn toàn cắt lên trên vải bằng cách là trước những cái ly này đi và đặt cái này lên trên vải để cắt được nhá. Tuy nhiên là mình muốn hướng dẫn như thế này để cho các bạn nhìn cho nó rõ cái cách mà mình đã biến đổi cái gập ra thành những cái ly ngang như thế này, và làm như thế này thì nó sẽ đều hơn. Đó, được chưa? Đó, cái tay áo của chúng ta giờ nó sẽ có hình dáng như này. Mình sẽ mở ra cho các bạn để xem khi đặt trên mặt phẳng thì cái tay áo nó có hình dạng như thế nào. Đấy, được chưa? Các bạn nhìn cái tay áo của chúng ta bây giờ sẽ có dạng những cái ly ngang này xếp vào với nhau như thế này. Đấy. Khi mà chúng ta may thì đầu tiên chúng ta sẽ đi là những cái ly này ra này, may cố định hết cái mép hai bên ly này này, xếp cái ly súp này vào này, xếp cái ly súp này vào giữa này, được chưa? Đó, xếp cái ly súp này vào giữa. Khi cộng đường may phía trên này thì các bạn nên cái cộng đường may này các bạn cứ để cho mình đường may rộng rãi ra khoảng 1,5 phân. Sau khi các bạn xếp hết cái ly này thì các bạn gọt lại đường may còn 0,8 đến 1 cm thì là sẽ đẹp nhá. Đó, để cho chắc chắn đấy chưa ạ. Các bạn sẽ làm may như thế. Bây giờ chúng mình sẽ đi cắt lên trên vải nhé. Đấy, bây giờ mình đã tiến hành đặt lên trên vải. Và mình đã cắt ra. Và các bạn nhớ chừa đường may xung quanh ra cho mình nhé. Cái đường may này, cái đường may chỗ này thì các bạn nên để đường may lớn hơn một chút. Các bạn nên để khoảng 1,5 cm để sau khi các bạn xếp ly này các bạn cắt gọt. Thì nó, các bạn cắt gọt đi khoảng đường may chỉ còn 1 cm thôi thì nó sẽ đỡ bị, ví dụ như các bạn xếp ly không chính xác nó có thể bị thừa ra hoặc thiếu vào một chút, thì đến khi đấy các bạn sẽ cắt gọt nó sẽ đẹp hơn nhá. Đó, các bạn nhớ sang dấu tất cả các cái đường này cho mình, để khi mà các bạn xếp ly thì các bạn sẽ xếp như thế này. Các bạn xếp cái ly ngang này trước nhá, rồi mình xếp cái ly mà mình mở ra ở trên đỉnh này 6 cm nhá. Các bạn xếp cái ly ngang trước này. Đó, các bạn xếp ly ngang vào này. Đấy, xếp hai bên. Hai bên sau đấy thì các bạn đem nà ly đi. Nà chết nó đi trước khi là mình may thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Các bạn xếp tất cả các cái ly ngang này lên này.
cái chất liệu vải các bạn nên sử dụng những cái chất liệu mà dễ dàng là chết ly nhé. Các bạn đừng sử dụng những chất liệu nhũn mà không thể là chết ly được thì nó không lên được cái dáng áo như thế đâu. Nó sẽ ra một cái dáng tay áo khác mà nó trùng xuống ở giữa ấy. Hoặc là sau khi các bạn là chết ly xong mà nó không ấy thì các bạn có thể đính lên đấy mấy cái hàn vòng để vừa để trang trí vừa để giữ được cái lớp ly này nhé. Đó. Được chưa? Các bạn sẽ xếp cho mình 4 cái ly giống như khi chúng ta mở ra thì cái tay áo sẽ có dáng như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ úp 2 cái ly này vào đây. Đó. Đấy, được chưa? Xếp úp nó vào. Xếp giống như một cái ly hộp ấy ạ. Đây ạ, xếp vào giữa như này. Cầm hai đầu của nó và xếp vào đây như thế này. Sau đó chúng ta đi may cố định nó đi. Chúng ta may cố định nó và chúng ta đính lên trên tay áo thôi. Cái đường may này mình để nớn ra một chút này. Các bạn nhìn là mình đang để ra 1 xăng rưỡi. Để đến khi mà chúng ta cắt gọt nó đi thì sau đấy chúng ta sẽ cắt gọt đi. Còn 1 xăng thì chúng ta mới tra vào tay áo nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi may nào. Bây giờ chúng mình tiến hành đi may nhé. Đây là cái tay áo sau khi mà mình đã may xong. Mình đã xếp đi ở phía trên này. Và phần gấu tay thì mình đã sử dụng một cái đáp. Nên các bạn không nhìn thấy đường may ở phía ngoài. Mình đã sử dụng cái đáp ở phía bên trong. Bởi vì cái gấu tay của chúng ta là một cái đường cong thì chúng ta sử dụng đáp nó sẽ đẹp hơn là khi chúng ta viền gập lên. Cái ly này thì là các bạn xếp hướng lên trên. Nhưng mà cái ly này nó rất dễ bị bung ra cho nên các bạn nên may một cái đường giữ cái ly này nó ở phía trong này. Hoặc là các bạn có thể đính lên đây những cái hàn vòng vừa để giữ ly và vừa để cho nó đẹp ạ. Cái này thì cái phần vai này khi ở trên vai áo ấy thì các bạn nên giảm vào đây khoảng 0,5 đến 1 cm các bạn nhé. Thì nó mặc sẽ đẹp hơn. Hoặc là các bạn có thể đính lên trên đây những cái hàn vòng như thế này, vừa có tác dụng để giữ được cái lớp ly này và vừa có tác dụng được để trang trí. Các cái hàn này thì các bạn đang nên đính thưa ra, không nên đính quá gần thì sẽ bị rối mắt. Hai cái hàn này thì các bạn nên đính vào hai cái đầu ly đây. Đó, sau đó thì cái hàn những cái hàn này thì sẽ đính vào giữa này. Nó sẽ tạo ra những cái hình giống như là hình chữ nhật đây. Đó, giống như hình chám ấy ạ. Giống như hình chám đấy, nó sẽ tạo ra những cái hình như thế cách thưa nhau ra thì nó sẽ đều và đẹp hơn. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.